tự dưng được du lịch miễn phí mà còn đi Trung Quốc nữa chứ. Trời sao hay vậy, phải đi tới tìm hiểu thôi. Tại vì nói chung là bữa nay là đăng ký được cái chương trình hôm nay á, thì đi chung với mọi người thì cảm thấy rất là vui để trải nghiệm một cái chương trình mới ở bên Thượng Hải. Bữa nay là lần đầu tiên bên đoàn của tụi em trải nghiệm. Dạ, thì nói chung là nó cũng có một cái ý nghĩa là nó gắn kết, nghĩa là mình được kết nối thêm được nhiều người để mà gắn kết bạn bè. Nhóm du khách được hưởng ưu đãi nhóm 10 khách tặng thêm một khách miễn phí để đặt chân đến Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Tiết trời mùa này thật dễ chịu và mát mẻ à nha. Cảnh Tây Hồ thơ mộng hữu tình nữa. Cùng tận hưởng thôi. Đến Hàng Sương Tự, thành phố Tô Châu, chúng mình đã tìm thấy sự bình an, thư thái trong tâm hồn và cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều đó. Ngoài ra, chúng mình còn được tham quan công trình nhà cổ Trung Hoa với kiến trúc rất đẹp mắt. Nhóm du khách được hưởng ưu đãi còn được thưởng thức vịt quay Bắc Kinh nữa. Những giây phút quây quần cùng gia đình, bạn bè như vậy thật sự rất ấm áp, thích lắm luôn à nha. Trong chuyến đi này, chúng mình được ở khách sạn Hilton khang trang và sạch đẹp. Chúng mình đã đến Vạn Lý Trường Thành, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của du khách trong chuyến đi này nhé. Hôm nay mới ngày thứ 5 trong tour 7 ngày thôi, nhưng mà thấy điểm đến này, những điểm đến rất là thú vị, rất là vui, rất là ok, rất là ví dụ như về xe đi, rồi về xe cộ, phương tiện di chuyển này cũng ok nè, khách sạn lưu trú thì cũng đầy đủ, không có thiếu một cái chế độ nào hết so với những cái tour thông thường, nên thấy cái tour 10+1 này rất là tốt, rất là hấp dẫn, rất đầy đủ so với những tour trước mà mình đã có phải đi, không có thiếu thứ gì hết. Ngoài ra, chúng mình còn được ghé thăm cố cung cổ kính, mặc sườn xám và chụp hình tại Di Hòa Viên nữa đó. Cả nhà ơi, du lịch Việt còn nhiều ưu đãi đặc biệt lắm đó. Hãy liên hệ du lịch Việt ngay nhé.